chào các bạn. Hôm nay ngày chủ nhật cho nên là các anh xóm mình trang trí đèn led hai bên đường để chuẩn bị đón năm mới 2019 các bạn. Đây là các anh hàng xóm đang còn cột dây led vào cột đèn đường. Thì ở đây buổi tối là đèn đường là sáng suốt đêm luôn, từ đầu hôm cho đến sáng là mới tắt. Thì mình đang còn gắn cái dây led từ trên ngọn cột đèn gắn xuống. Thì ở đây là một nửa xóm đã gắn từ vài tuần trước rồi, còn nửa này là hôm nay mình gắn. Thì buổi tối là nó sẽ sáng rực từ ngoài đường Lý Thường Kiệt đi vào đến công viên luôn. Đó, do là hôm nay anh hàng xóm có cái xe nâng, mấy xe cẩu nâng cho nên là điều về là cho một người ngồi trên cái thùng cẩu và xe sẽ nâng lên trên cột điện để mình cột cho nó nhanh. Thì do có cái xe cẩu nâng này cho nên là lắp đặt rất là nhanh, chỉ một lát là xong. Đó, đây là các bà hàng xóm đang ngồi đây. Thì ở phía trên xóm hôm trước họ lắp phải lắp dàn giáo để treo lên để cột cho nên rất là lâu, phải một ngày mới xong được nửa đường. Còn hôm nay bên mình thì do là có cái xe cẩu nâng này cho nên là chỉ làm một lát là xong, cho một người ngồi trong và cột ở phía trên xuống, phía dưới mấy người cột ở dưới. Sáng nay là đấu dây điện sẵn rồi thì tối nay đèn đường sáng thì đèn led nó cũng sáng luôn rồi. Thì được sáng rực một đoạn đường luôn, rất là đẹp. Ở đây buổi tối là đèn đường là sáng như ban ngày, trẻ em chơi đông vui lắm. Rồi các ông ra răng lưới đánh cầu lông, trẻ em thì tụ tập đá bóng chơi vậy. Tại buổi tối đường đây nó sáng, đèn đường thì lâu lâu mà nó có bị cháy thì mấy nhà thử mua đèn khác về thay vào. Thì ở đây điện lực người ta không có thay bóng cho mình, bóng cháy thì tự lắp vào cho nó sáng thôi, thì điện lực thì không có vào đây để thay bóng cho mình. Đó, nó nâng lên, nâng người lên cột rất là nhanh. Có cái cầu nâng lên cũng rất là tiện. Thường thường là mấy người mà muốn vận chuyển cái vật dụng gì lên trên lầu 2 thì họ đưa cái xe cầu này về họ cầu lên rất là tiện, không phải khiêng qua lên lầu 1, lầu 2 qua cầu thang thì rất là khó khiêng. Cũng như bàn ghế hay là giường hay gì đó là có khi chậu cây người ta cũng cầu. Đó, thì nếu mà các bạn muốn xem buổi tối nó đẹp như nào, đèn màu gì thì phải đăng ký kênh của mình, nhấn cái chuông bên dưới thì các bạn theo dõi được video tiếp theo để xem nó đẹp như nào. Buổi tối ở đây rất là đẹp, đèn đường sáng rực luôn từ đầu hôm cho đến sáng, cho nên là buổi tối là cả cái đoạn đường xóm này rất là nhộn nhịp, đàn ông đàn với lại trẻ em thì đá bóng,
đàn ông với lại các bà thì cũng ra đánh cầu lông vui chơi rất là vui. Có khi họ còn đưa cả loa kẹo kéo ra ngồi dưới đường người ta hát cuối tuần. Còn buổi tối thì các người dân ở khu vực gần gần khu vực dự án Bình Dương này thì người ta sẽ đến đây đi thể dục, người ta đi bộ đi thể dục, cũng như là sáng sớm thì 4-5 giờ sáng người ta cũng đi thể dục rồi. Rất là đông đúc, đông vui nhộn nhịp các bạn. Bây giờ treo đèn led nháy xong rồi là thì mỗi nhà treo mỗi cột cờ lên nữa là sẽ có không khí năm mới các bạn. Ở đây có xe ô tô, xe tải của mấy nhà ở đây là người ta cần việc gì là nhờ người ta đưa xe về để cẩu lên thôi, rất là tiện. Không phải dùng dàn giáo mà treo một cột được ở những cái này thì mất cả ngày mới xong được đoạn đường. Còn các gốc cây nữa thì nhà nào muốn gắn thì hôm nào gắn thêm vào.
Bây giờ là còn vài cột điện nữa là xong các bạn. Đó. Thì sẽ cậu lên đó rồi cột từ trên xuống dưới. Còn cột này với cột phía đầu là 3 công trình nữa là xong. Đoạn đường này còn phía đầu kia thì mình vẫn định cố gắng. Mình đây lại nhà ai lại thả bò đi lòng vòng khu xóm này không biết nữa. Ở đây có đàn bò rất đông, không biết là của bộ đội hay là của đâu mà cứ hay thả đến lung tung đêm một như này. Có những đất trống nào mà chưa có xây nhà mà có trồng rau hay là cái gì đó, nó còn ăn lung tung hết này. Đi lung tung, một cái đêm nó nằm luôn cả nơi công viên cả đêm, không biết là khuya thì có ai ra đón nó về, đuổi nó về hay không. Thì thấy đêm là nó cũng cứ đi lối công viên, nó cứ nằm.